Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tình hình căng thẳng trên thế giới cũng như Việt Nam tác động gì đến Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự tính sẽ diễn ra vào cuối tháng 1 năm 2021 tới đây. Về quy hoạch nhân sự cấp chiến lược của Đảng, tức Ban chấp hành Trung ương trở lên, theo thông tin và quan sát nhận được không thấy có gì thay đổi. Nếu phải hoãn đại hội và nếu vai trò của đương kim Tổng Bí thư bị lu mờ và không có triển vọng phát huy sáng sủa hơn trong bối cảnh đại dịch vẫn tiếp tục diễn ra và quỹ thời gian tiến đến đại hội không còn nhiều với chính trị gia này, thì có thể vai trò cầm cương chính quyền có thể sẽ chuyển vào tay một nhóm chính trị gia khác trẻ tuổi hơn đương vị và vị đương kim lãnh đạo của Đảng hiện nay. Về chỉ thị 16 mới được ban hành theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp có thể có ảnh hưởng tới sinh hoạt Đảng ở nhiều cấp nếu kéo dài 2 tuần, ông cho biết. Chỉ thị 16 không cấm các cuộc hội họp tụ tập đông quá 20 người ở bên trong cơ sở cũng như không có quy định rõ hơn. Ở các cơ quan Đảng và chính quyền có quy định rõ nếu có trường hợp ở công sở thì mọi người vẫn phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác và cấm bắt tay. Hiện tại người ta hy vọng là chỉ thị 16 cần áp dụng trong vòng 15 ngày và đó thì thôi vì dịch được cho là vẫn đang kiểm soát tốt và đại dịch do virus Vũ Hán tác động đã làm rút ngắn một số nội dung làm việc thảo luận ở các đại hội cấp cơ sở trên đường đến Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng về cơ bản, các cấp ủy địa phương vẫn hoàn thành các đại hội cơ sở theo một nhà quan sát và phân tích chính trị ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như virus Vũ Hán tiếp tục kéo dài đến tháng 1 năm 2021 thì chắc chắn Đại hội 13 nếu có sẽ phải lùi lại sau đó, trong khi cũng có thể có một số thay đổi khác về phương diện tổ chức và có thể về nhân sự, vẫn theo ý kiến này. Trả lời câu hỏi khi mà đại dịch virus Vũ Hán có thể tác động ra sao tới sự kiện chính trị lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào đầu quý 1 năm tới, năm 2021. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp phát biểu trên góc độ quan điểm hôm 3 tháng 4 năm 2020. Theo thông tin quan sát hoạt động của các cơ sở đảng không có ảnh hưởng nào đáng kể do nhiều chi bộ đã hoàn thành các bước đại hội cơ sở trước ngày 31 tháng 1. Tới đây các cấp xã phường nếu như nhìn vào bản đồ của virus Vũ Hán trên toàn quốc thì sẽ không mấy ảnh hưởng tới các vấn đề đại hội ở các cấp xã phường ở địa phương. Tuy nhiên có một chỗ duy nhất được rút gọn đó là đại hội chi bộ không thảo luận bản dự thảo báo cáo chính trị của đại hội đảng toàn quốc. Về vấn đề quy hoạch nhân sự cấp chiến lược, nhà quan sát này cũng cho rằng không có gì thay đổi dù Việt Nam đang đứng đầu với cơn bão dịch virus Vũ Hán. Về quy hoạch nhân sự cấp chiến lược của Đảng, tức là Ban chấp hành Trung ương trở lên, theo thông tin và quan sát nhận được không thấy có gì thay đổi. Nhìn kỹ trọng tâm quan trọng nhất của Đại hội 13 về các vấn đề nhân sự, nhưng nếu như dịch virus Vũ Hán kéo dài đến tháng 1 năm 2021 thì phải hoãn đại hội này, còn nếu không thì Đại hội 13 vẫn tiếp diễn như dự kiến. Vẫn theo nhà phân tích này, chỉ trong trường hợp dịch virus Vũ Hán ngớt đi ở bên đất nước Việt Nam vào tháng 1 năm 2021 thì khi đó mới có Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Nếu phải hoãn đại hội và nếu vai trò của đương kim Tổng Bí thư bị lu mờ và không có triển vọng phát huy sáng sủa hơn trong bối cảnh đại dịch diễn ra và quỹ thời gian tiến đến đại hội cũng không còn nhiều với chính trị gia này, thì có thể vai trò cầm cương chính quyền có thể sẽ chuyển vào tay một nhóm chính trị gia khác trẻ tuổi hơn. Vị đương kim lãnh đạo của Đảng Cộng sản là ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay có thể sẽ được chuyển nhượng lại cho ông Trần Quốc Vượng. Về chỉ thị 16 mới được ban hành theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp có thể có ảnh hưởng tới sinh hoạt Đảng ở nhiều cấp nếu kéo dài quá 2 tuần. Ở các cơ quan Đảng và chính quyền có quy định rõ nếu có họp trong công sở thì tránh bắt tay và tránh ngồi sát nhau. Hiện tại thì người ta hy vọng là chỉ thị 16 chỉ áp dụng trong vòng 15 ngày tới. Tuy nhiên đó chỉ là khi nào dịch bớt giảm hoặc là hết dịch và có thể kiểm soát được. Hiện nay đến tất cả các cấp như đại hội của huyện, của tỉnh cũng khó nhiều hơn
có thể có được 20 người, cho nên chỉ thị 16 không gây ảnh hưởng đến đại hội các cấp phường xã quận huyện nếu nơi nào đó tiến hành sớm. Trước đó, tại chương trình bình luận và cập nhật về virus Vũ Hán hôm thứ Năm ngày 2 tháng 4, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp có nói rằng nếu như dịch kéo dài quá lâu đến cuối năm thì chắc chắn đại hội 13 phải chậm lại, còn dịch cuối năm mà hết thì chẳng có lý do gì mà không tổ chức đúng hạn vào cuối tháng Giêng năm 2021 tới đây. Cộng sản Việt Nam tự tố cáo. Trong vai trò và trong thời gian dịch bệnh hoành hành ở khắp cả hình đất nước hình chữ S của Việt Nam, mối quan tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là sinh mạng của người dân mà là đại hội đảng lần thứ 13 sẽ diễn ra vào đầu năm 2021. Trong khi đó thì dư luận nói chung không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của đảng trong lúc này, kể cả chuyện được cho là trọng đại của ông Nguyễn Phú Trọng chung quanh đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng bí thư đảng giấu kín hoạt động của mình trong suốt hơn 2 tháng và chỉ xuất hiện vào ngày 30 tháng 3 bằng một văn bản kêu gọi toàn dân, toàn quân đoàn kết sau lưng đảng để chiến thắng đại dịch. Dĩ nhiên đây là lời kêu gọi suông nói để cho thấy sự hiện diện của Chủ tịch nước trong cơn đại dịch, còn có tác dụng vào người dân phải nói là không có. Hiện nay trong nội bộ Đảng Cộng sản đang giáo diết chuẩn bị đại hội cấp cơ sở để chọn các lãnh đạo cấp địa phương. Những người này từ cơ sở bò lên tới trung ương hẳn nhiên phải trải qua nhiều đợt sàng lọc và chỉ có những nhân vật biết người biết ta với ban tổ chức trong tổ chức đảng mới lọt qua. Cuối cùng thì tiểu ban nhân sự của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là cánh cửa hẹp mở ra cho các hạt giống đỏ trình diện trước đại hội trung ương 12 dự trù vào tháng 5 năm 2020 tới đây, để sau đó các cán bộ chiến lược này bước vào trung ương đảng được phân phát những chiếc ghế tiền định giữ những vị trí trọng yếu trong Đảng Cộng sản và Chính phủ của Cộng sản Việt Nam. Trong chiến dịch đốt lò về những vấn đề thực sự then chốt trong mọi then chốt, nên ông Trọng đặt nặng việc gạn lọc và có thể chống lại việc chạy chức chạy quyền mà là không thể cho lọt những người của phe nhóm cắm vào trong thành phần nhân sự của phe ông Nguyễn Phú Trọng. Lý do đây là nhiệm vụ chót của mình nên ông Nguyễn Phú Trọng chỉ muốn người của phe mình nắm chặt quyền lực ở trung ương xuống đến địa phương để ông Trọng hạ cánh an toàn ít nhất là trong 5 năm trước đây. Bởi vì trong thời gian ông nắm quyền cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là vị trí Tổng Bí thư, ông đã đốt khá nhiều củi của phe đối nghịch, đó là phe của Bảy X Nguyễn Tấn Dũng. Nếu như ông mà không cài được những thành phần của ông để nằm lại trong đại hội 13 sắp tới đây kéo dài trong 5 năm thì ông hạ cánh sẽ không được an toàn. Mà nếu như ông về hưu rồi thì những kẻ khác thuộc về phe củi của ông, phe của Nguyễn Tấn Dũng lên mà nắm được một số vị trí quan trọng thì số phận của ông cũng không an toàn khi đã về hưu. Như thế nếu như dư luận quần chúng coi đó chỉ là trò hề của đám thư nại cộng sản ham mê quyền lực trong đảng thì cũng không có gì đáng trách. Kinh nghiệm cho thấy qua hơn 10 đại hội đảng, sự chuyển giao quyền lực diễn ra giữa các đồng chí với nhau hầu hết bằng đấu đá tiền đại hội với đủ mọi hình thức, và hầu hết những kẻ cầm quyền ấy sau này tất cả đều tỏ ra bất xứng với nguyện vọng của quần chúng và nhân dân. Cho nên vì sợ dư luận quên rằng Việt Nam đang có đảng lãnh đạo nên trên tờ Quân đội Nhân dân đã đăng một bài viết ký tên Nguyễn Sơn, dùng câu chuyện nắn dòng dư luận để nhắc khéo về đại hội đảng. Nhưng đồng thời tác giả cũng không quên dùng miệng lưỡi tuyên giáo để chửi mấy các đối tượng thù địch phản động, phần tử cơ hội chính trị đang nhân dịp này xuyên tạc đường lối của đảng và nói xấu đại hội của đảng. Chưa có một chính quyền nào trên thế giới lại nhìn thấy trong cộng đồng nhân dân của mình có nhiều thành phần chống lại nền móng đường lối tư tưởng của đảng như ở Việt Nam. Vì sao có tình trạng bất bình ngày càng sâu sắc trong những người đang nằm dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền như thế? Xét trong dòng chảy lịch sử của đất nước Việt Nam từ ngày người Pháp đặt chân nên đô hộ, sự xuất hiện của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ một lần duy nhất nắm được ngọn cờ do triệt để lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân năm 1945, nhưng cái kết quả đạt được thật không xứng đáng với những công lao xương máu của toàn dân đổ ra khi Đảng đặt bút ký chia đôi đất nước năm 1954. Chính điều này đã làm lộ bộ mặt tay sai cộng sản quốc tế, nhất là tay sai của Trung Cộng, của lãnh đạo cộng sản lúc bây giờ. Vì khi chấp nhận vĩ tuyến 17 làm ranh giới chia hai miền Đảng Cộng sản Việt Nam
cùng đồng thời chấp nhận sự lệ thuộc trung cộng lâu dài. Một đảng cầm quyền phản bội dân tộc lộ liễu như thế và nay đang tiếp tục phản bội bằng nhiều cách trước kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, hẳn nhiên chỉ biết củng cố quyền lợi cho mình, và cũng hẳn nhiên đảng cầm quyền ấy cũng đang ra sức và cố củng cố sự tồn tại độc quyền của mình trong dòng chảy lịch sử, bất chấp có thể đưa đến hiểm họa bất thuộc thêm một lần nữa. Đại hội của một đảng còn sống trên nền tảng ngoại lai và tôn thờ một lý thuyết đã lỗi thời, thật ra lâu nay còn bị người dân coi như những công việc không phải chuyện của dân, của nước, mà chỉ là chuyện của nội bộ của đảng ở trong đó. Nó chỉ là cơ hội cho nhiều cơ hội để đánh bóng chiếc ghế thống trị lâu dài, nơi mà con em lãnh đạo được nâng lên hàng lãnh đạo kế thừa và tự nhận là hồng phúc của dân tộc, để rồi một thời gian sau chúng biến đất nước thành những hang ổ của một bầy sâu giỏi tài đục khoét. Cho nên dù có nắn dòng dư luận đến đâu để đề cao sự quan trọng của Đại hội Đảng 13 sẽ diễn ra vào đầu năm 2021, bài báo của tác giả Nguyễn Sơn cho thấy một nội dung lòng vòng mà người đọc chỉ thấy toàn là chuyện tự tố cáo những sai trái của Đảng trước dư luận, làm như thế tưởng đâu có thể nâng Đảng lên thành vị cứu tinh của dân tộc, mà trái lại càng dìm Đảng xuống tận đáy bùn. Có thể nói những nội dung mà tác giả Nguyễn Sơn phóng bút trên thực tế không chỉ là nắn dòng dư luận mà còn nói cho đúng hơn là tô đậm thêm dòng dư luận. Vì chính nhờ đó mà người dân Việt Nam mới thấy rõ hơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã sai lầm và thất bại như thế nào, và vì sao dư luận đã lên án Đảng một cách nặng nề như vậy. Trung Cộng chưa bao giờ là quốc gia tử tế. Thế giới ngày càng có nhiều chứng cứ củng cố sự nghi ngờ về số ca nhiễm, người chết vì dịch bệnh virus Vũ Hán tại Trung Cộng. Rất khó để tin vào các nhà cầm quyền độc tài Cộng sản, đặc biệt là nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng, ngay cả khi họ có vẻ thành thật nhất. Cách đây mấy ngày, các cơ quan tình báo của Mỹ đã trình lên Nhà Trắng một báo cáo nghi ngờ về việc Trung Cộng đã cố tình che giấu sự thật của dịch bệnh virus Vũ Hán tại quốc gia này. Trên không gian mạng đang có nhiều chứng cứ cũng củng cố về sự nghi ngờ này không phải vô lý, qua các thông tin hàng dài sắp hàng tại các nhà hỏa thiêu để nhận cho cốt, số lượng bình đựng cho cốt được đặt hàng với số lượng lớn trong lúc xảy ra dịch bệnh. Tung tích nhiều người từ lúc xảy ra dịch bệnh cho đến nay vẫn chưa rõ đi đâu và về đâu. Nặng ký hơn, còn có thông tin 21 triệu thuê bao điện thoại di động tại quốc gia này không còn kết nối dịch vụ từ lúc xảy ra dịch bệnh virus Vũ Hán đến nay. Tất nhiên những điều trên chỉ ở thuộc dạng thông tin ban đầu, cần có thêm nhiều thời gian xác chứng, thẩm định đối chiếu với khi chưa xảy ra dịch bệnh, cũng như những cơ quan con người có nghiệp vụ đáng tin cậy. Đi xa nữa, luật sư Larry Kramer và các luật sư trong nhóm Freedom Watch cùng với công ty Bird Photos ở bang Texas, Mỹ đã đệ đơn kiện chính phủ Trung Cộng, quân đội quốc gia này về và Viện Virus Vũ Hán về tội nghiên cứu và phát tán virus đang gây dịch bệnh toàn cầu. Nhóm luật sư này đòi bồi thường 20.000 tỷ đô la. Dù khó có được kết quả như ý, nhưng đòi hỏi ở trên không có cơ sở. Điều dễ thấy là lần Trung Cộng cản trở của Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố dịch bệnh virus Vũ Hán là thảm họa toàn cầu, cũng như cố tình giấu dịch bệnh nhiều tuần liền sau khi những ca bệnh đầu tiên được phát hiện. Điều này đã làm cho con virus chết chóc này có dịp chu du, gieo rắc sự kinh hoàng trên khắp thế giới. Khi mà cả thế giới đang dồn sức, toàn lực để chống lại sự lây lan của con virus Vũ Hán, Trung Cộng đã lợi dụng việc bán khẩu trang, thiết bị y tế để tô đỏ cho hình ảnh Bắc Kinh như vị cứu tinh của nhân loại. Tuy nhiên, không phải ở đâu Trung Cộng cũng đạt được những mục đích xây dựng quyền lực của mình. Thị trưởng thành phố Praha lớn nhất của Cộng hòa Séc, ông Zdeněk Hrib đã từ chối hàng hóa của Trung Cộng ngay cả trong dịch bệnh. Ông Zdeněk Hrib giải thích rằng hàng hóa của Trung Cộng không phải là món quà hay viện trợ nhân đạo. Có đến 80% trong số 150.000 bộ xét nghiệm nhanh virus Vũ Hán mà Trung Cộng chuyển đến Cộng hòa Séc trong tháng 3 bị lỗi hoặc không chính xác. Không chỉ tại Cộng hòa Séc mà ở nhiều quốc gia, Trung Cộng đang lợi dụng với việc thiếu trang thiết bị chống chọi lại với dịch bệnh virus Vũ Hán để bán hàng kém chất lượng.
gần 70% trong tổng số 5,5 triệu bộ xét nghiệm của Trung Cộng giao cho Tây Ban Nha cho kết quả không chính xác. Đây là đơn hàng có nhiều trang thiết bị y tế có giá gần nửa tỷ đô la Mỹ mà chính phủ Tây Ban Nha đã mua từ Trung Cộng. Trước sự việc tại Tây Ban Nha, thay vì nghiêm túc nhận lỗi, Trung Cộng lại đổ thừa cho việc Tây Ban Nha mua hàng từ một công ty không được nhà cầm quyền cấp phép. Còn tại Hà Lan, chính phủ nước này cũng đã thu hồi 60.000 khẩu trang đã phân phát và đình chỉ số còn lại trong tổng số 1,3 triệu khẩu trang mà Hà Lan đã nhập từ Trung Cộng. Nguyên nhân do khẩu trang nước này không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng KN95 như đã cam kết. Đến việc tranh chấp lãnh hải Triều Đông với nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, Trung Cộng vẫn lợi dụng dịch bệnh để tuyên truyền cho đòi hỏi chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh. Cụ thể là trang web của Đại sứ quán Trung Cộng tại Ý đăng hình bản đồ có đường lưỡi bò ở Biển Đông, hay vào ngày 2 tháng 4, Trung Cộng đã cho tàu đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi tại vùng biển gần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Cộng đã chiếm của Việt Nam từ năm 1974. Từ tranh chấp chủ quyền trên bộ, trên biển và của nhiều quốc gia qua nhiều diễn đàn ở đàn áp ở Tây Tạng, Tân Cương và đến dịch bệnh virus Vũ Hán, bán hàng trong lúc xảy ra dịch bệnh, Trung Cộng chưa bao giờ thể hiện là một quốc gia tử tế. Phân quyền và lập quyền, sự khác nhau một trời một vực của quản lý kinh tế. Bang Nevada là một bang đất đai khô cằn hoang mạc chiếm gần lớn phần lớn diện tích. Ấy vậy mà bang này đã xây dựng được một thành phố hoa lệ nổi tiếng thế giới, thành phố Las Vegas. Một thành phố nằm ngay giữa sa mạc Nevada nắng nóng và vẫn phồn vinh. Bởi lẽ từ chỗ không có gì thuận lợi, họ đã phát triển thành công công nghệ cờ bạc và giải trí khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ. Nơi đây chỉ có đất đai khô cằn nhưng họ lại khiến được nhiều kẻ có tiền muốn mang tiền đến đây để tiêu xài và khiến cho nhiều kẻ muốn thử vận may đến đây để tìm kiếm cơ hội. Nói thế để chúng ta có thể thấy bộ óc con người là rất tuyệt vời nếu nó phát huy hết năng lực. Giữa một nơi khó khăn như vậy, người ta cũng tạo ra được phồn vinh đáng ngưỡng mộ. Tất nhiên, để làm được thành quả như vậy thì điều quan trọng là phải có lãnh đạo giỏi. Những nhà quản lý địa phương có những chiến lược tốt và hiệu quả. Việc phát triển một thị trấn nhỏ giữa hoang mạc thành một thành phố nổi tiếng thế giới, ắt hẳn đó không phải là chủ trương của chính quyền liên bang ở tận Washington DC, mà nó phải là một sản phẩm của những nhà hoạch định chính sách địa phương, tức những nhà lãnh đạo bang Nevada và từ nhiều thế hệ trước. Mà như ta biết, mô hình nhà nước liên bang là một loại mô hình nhà nước mang tính tự trị cao nhất, từ chính quyền bang sẽ ra chính sách cho bang của mình mà không phải bị kiểm soát chặt chẽ bởi lãnh đạo trung ương. Chính vì thế mà mô hình kinh tế của mỗi bang sẽ được tối ưu hóa bằng những ý tưởng hay và đúng đắn dựa trên những lợi thế của họ. Một quốc gia có nhiều địa phương mang những đặc tính đặc thù rất khác biệt thì đòi hỏi mỗi địa phương phải tự phát triển một bài toán riêng cho mình là rất cần thiết. Và nhà nước kiểu liên bang là tốt nhất. Đấy là lý do tại sao mà Bắc Mỹ và Úc Châu họ phát triển rất mạnh. Nhà nước liên bang là một nhà nước mẫu quốc gia nhỏ, quốc gia lớn, tính phân quyền và về địa phương rất cao. Điều này sẽ tạo nên khả năng khai thác năng lượng lãnh đạo địa phương tốt hơn. Lấy ví dụ như nước Úc, nước này cũng là một kiểu nhà nước liên bang nên họ đã làm những điều mà không thể thành có thể có như người Mỹ vậy. Như ta biết, nước Úc là một quốc gia giàu có hàng đầu của thế giới, thế nhưng sự phát triển của họ lại dựa trên nền tảng nông nghiệp mà không nhất thiết phải là nền công nghiệp ô tô hoành tráng như Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Hiện nay, mức sống của người Úc còn cao hơn cả của người Nhật. Cũng như người Mỹ xây dựng Las Vegas phồn hoa giữa sa mạc thì người Úc họ cũng xây dựng được một trang trại lớn nhất thế giới ngay giữa sa mạc khô cằn vậy. Trang trại Anna Creek. Nhìn vào những bài học như thế để chúng ta có thể thấy rằng mỗi vị trí địa lý dù cho có khó khăn như thế nào thì nó vẫn là một những ưu tiên điểm riêng nào đấy. Quan trọng là những nhà quản trị địa phương họ có tìm ra hướng đi cho địa phương của họ hay không mà thôi. Người ta thường ví người dân địa phương là thổ địa của nơi họ đang sinh sống. Họ thông hiểu từng nơi, từng hơi thở và từng ngóc ngách
từng điểm mạnh, từng điểm yếu của địa phương của mình. Như vậy thì nếu người thổ địa ấy mà có trí tuệ và nhiệt huyết, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo địa phương mình, thì có thể nói không một lãnh đạo nào được điều động từ nơi khác tới mà có thể thay thế được họ. Nếu như chính quyền những con người như vậy mà được nắm quyền tự quyết cho địa phương của mình, thì có thể nói họ sẽ biết cách tối ưu hóa được lợi thế của địa phương và từ đó xây dựng tính đặc thù của địa phương của mình, như Las Vegas, Mỹ hay trang trại Anna Creek của Úc. Nói thế để chúng ta có thể thấy rằng kiểu gấp Đinh La Thăng bỏ vào Sài Gòn hay gấp Nguyễn Thị Kim Ngân quẳng ra Hải Dương làm lãnh đạo là kiểu phân bổ nhân lực rất ngu dốt của Đảng Cộng sản hiện nay. Vậy mà họ vẫn cho đó là điều tốt. Họ rằng việc làm này chính là cách tạo thử thách cán bộ nguồn được cơ cấu về trung ương lãnh đạo. Tại sao số phận của một tỉnh hoặc một thành phố hàng triệu dân mà lại đem ra thử thách một cán bộ của Đảng? Nền kinh tế nhiều tỷ đô la, số phận của hàng triệu người dân và đem dùng làm thuốc thử cho một người, thật là một quan niệm không thể chấp nhận được. Chính vì thế mà đất nước này mới ngày càng lụn bại. Như ta biết, mô hình lai căng kiểu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một dạng lai tạp giữa nền kinh tế thị trường của các nước tự do và bàn tay can thiệp thô bạo của bộ máy chính trị trung ương. Đó là một khía cạnh. Còn khía cạnh khác nữa là trung ương xem địa phương như những đứa con chưa thôi bú, nên cứ hốt hết về trung ương rồi lấy những đứa giàu chia cho đứa nghèo, tạo lên sự phân phối bất công. Đứa giàu thì nản không muốn làm, đứa nghèo thì ỷ lại và không thèm làm. Chính vì thế mà cả nền kinh tế cứ ì ạch kém hiệu quả. Được biết hiện nay có 16 tỉnh thành phải cống nạp về trung ương để nuôi 47 tỉnh thành còn lại. Trong đó, riêng ở Sài Gòn phải cống nặng nhất, phải bỏ ra 82% thu nhập để nộp về trung ương. Đây là kiểu cao bằng vô cùng nguy hiểm, nó tước đoạt mất cơ hội của địa phương giỏi và phung phí tiền của những địa phương chỉ biết ăn tàn phá hại. Và lấy ví dụ như năm 2017, tỉnh Thanh Hóa xin gạo cứu đói nhưng lại bỏ ra đến 2.360 tỷ đồng để xây công viên tượng đài. Vì cách quản lý như vậy nên ở Việt Nam dù có được thiên nhiên ưu đãi thì cũng không thể có chuyện mọi địa phương đều có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Ngày 3 tháng 4 trên báo Tuổi Trẻ có bài viết nhà máy lọc dầu Dung Quất tính chuyện tạm dừng sản xuất. Được biết trong tình thế giá dầu nhập khẩu của thế giới giảm như hiện nay thì nhà máy lọc dầu Dung Quất phải tính đến chuyện tạm ngưng thì không có gì là bất ngờ. Bởi lẽ ngay từ xây dựng đến dự án, nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng đã khuyên mỏi miệng mà trung ương không chịu từ bỏ dự án. Bắt cá phải leo cây như thế này. Lẽ ra dự án phải được đầu tư ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi mà hội đủ điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng, thì ông Võ Văn Kiệt và Bộ Chính trị lúc đó không chịu. Họ quyết phải xây dựng ở Dung Quất Quảng Ngãi để cân bằng sự phát triển vùng miền. Chính vì kiểu tư duy ấy, nặng trĩu ấy, như vậy mà họ đã tước mất sở trường của địa phương này và phát triển đoạn trường ở địa phương khác. Và kết quả không ngoài dự đoán, khi đi vào hoạt động năm 2010 đến năm 2014, nhà máy lỗ mỗi năm là 1.000 tỷ. Đến năm 2015, nhà máy kham không nổi khoản lỗ nên buộc nhà nước xuất ngân sách bù lỗ cho nhà máy 1.065 tỷ đồng. Tiếp theo giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 thì nhà nước phải bù lỗ mỗi năm lên đến 3.000 tỷ đồng. Nhân có bài báo nói về việc tạm ngưng hoạt động của nhà máy lọc dầu Dung Quất thì nhân tiện tôi cũng xin nói về cái yếu điểm cố hữu của bộ máy quản lý cộng sản, kiểu quản lý theo lối tập quyền độc đoán nên đã đưa đến kết quả như vậy. Nếu còn cộng sản thì đất nước chỉ quanh quẩn cách quản lý như vậy mà thôi, họ không bao giờ thay đổi. Bầy sâu và những con sâu bự nhất. Một con sâu đã nguy hiểm, một bầy sâu là chết cái đất nước này rồi. Đó là lời nói của ông Trương Tấn Sang, thường trực bí thư, ngày 7 tháng 5 năm 2011. Rốt nát và tham lam, năng lực trống rỗng và nhân cách thấp hèn nhưng tiến thân mau lẹ lên cấp nhà đỏ. Cấp cho bu triều đình của Cộng sản rồi dùng quyền lực nhà đỏ, quyền lực của nhà nước, tắc oai tắc quái tàn phá nền kinh tế của đất nước, vơ vét của công, cướp bóc của dân, tra đạp lên cuộc đời, lên mạng sống của người dân lương thượng, lương thiện, đám quan Cộng sản đó, bầy sâu đó, đồng vô kể xiết. Điểm đi điểm lại, người dân
cũng có thể điểm hết mặt những tên tội phạm đã bị lộ vốn là quan cấp nhà Đỏ hoặc ngấp nghé là nhà Đỏ triều đình Cộng sản. Hồ Xuân Mãn, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Triệu Tài Vinh, Vũ Văn Ninh, Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự, Phương Minh Hòa, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Văn Tình, Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành, Phan Văn Vĩnh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hồng Trường, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Trần Văn Minh, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Tất Thành Cang, v.v. Đó mới chỉ là những gương mặt nhem nhuốc đã phơi bày ra trước ánh sáng, còn những tên quan tham còn rúc trong đống rơm nhiều như kiến trong tổ, cũng chưa tính đến những quan cộng sản quyền uy trùm thiên hạ cũng phạm tội trùm thiên hạ, như quan đầu sứ Nguyễn Bá Thanh đã cùng cả đàn quan chức một vùng lãnh thổ phạm tội, biến một vùng lãnh thổ non xanh nước biếc của người dân, của nước thành tài sản riêng của vài ông quan và vài cái tên cướp. Như tướng cảnh sát Trần Đại Quang đã làm tha hóa hư hỏng cả băng tướng lĩnh của bộ sức mạnh, đẩy cả một đám tướng 2 sao 3 sao của bộ sức mạnh vào tội phạm. Đám tướng bổng lộc đầy miệng, quyền uy đầy mình đã mang quyền lực và sức mạnh của nhà nước ra làm tay sai cho một kẻ thất học, bất lương, lưu manh thâu tóm đất đai tài nguyên của nhân dân và của đất nước. Cũng cần phải nhắc đến khu mà Trần Đại Quang quái gở kịch cỡ thô bỉ mà hoành tráng, mênh mông mông gấp trăm lần mồ mả vua chúa phong kiến, để thấy không những của cải tài sản của ông cò cảnh sát cộng sản vơ vét của dân của nước khủng khiếp như thế nào, mà còn thấy được một kẻ tâm hồn bệnh hoạn, lý tưởng sống thấp hèn đốn mạt như vậy mà leo lên tới tướng cảnh sát 4 sao, leo lên đến chủ tịch nước của nước cộng sản Việt Nam, để thấy những quan chức cộng sản tội lỗi thấp hèn và nhố nhăng như thế nào. Như ông Bá Ích Nguyễn Tấn Dũng dù có khai học tại chức để có bằng cử nhân luật, nhưng nền tảng văn hóa thực sự của ông Bá Ích Nguyễn Tấn Dũng là văn hóa của một y tá ở rừng Trường Sơn. Với vốn văn hóa đó, 10 năm đứng đầu của chính phủ điều hành bộ máy quản trị đất nước, ông Dũng cùng đám thuộc hạ đã phá nát nền kinh tế của đất nước, tạo ra một xã hội loạn lạc, bon chen cướp bóc, một thời kỳ đen tối nhất của đất nước, thời khốn cùng nhất của người dân Việt Nam. 10 năm ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng đã mở ra một thời kỳ sức mạnh nhà nước, sức mạnh đồng tiền và sức mạnh xã hội đen cấu kết với nhau gây ra những vụ cướp rất thảm khốc, man rợ đẫm máu và nước mắt của dân lành. 10 năm Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng đã nảy nòi những băng nhóm lợi ích bất lương mọc lên như cỏ mùa xuân, như giòi bọ ở bãi rác, thao túng quyền lực nhà nước, thâu tóm của cải tài nguyên của đất nước, cướp bóc của người dân. 10 năm ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, 10 năm đất nước chìm trong những tai họa khủng khiếp, tai họa bauxite Tây Nguyên, tai họa Formosa Vũng Áng, tai họa Vinasin, tai họa Vinalize, tai họa nhà máy điện than công nghệ cổ lỗ, máy móc phế thải mọc lên trên khắp cả nước, đầu độc môi trường, giết chết sự sống, nhà máy điện than Cái Lân, ngay sát kỳ quan của thế giới Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, nhà máy điện than Vĩnh Tân, Bình Thuận, phủ bụi than, giết chết sự sống của dải biển dầu đẹp nhất của miền Trung, nhà máy điện than sông Hậu, giải bụi độc, giết dần màu xanh thảm lúa của đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đưa nền kinh tế đất nước đến vạch xuất phát của sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước hoạt động lành mạnh hiệu quả trong luật doanh nghiệp, cho sự quản lý nghiêm minh của bộ máy nhà nước, như cây cỏ mùa xuân đồng loạt đâm chồi nảy nọc lộc, hàng trăm ngàn doanh nghiệp tư nhân náo nức ra đời hoạt động hiệu quả, đã huy động được tiềm năng trong dân, khai thác sức lao động dư thừa, tạo ra nguồn hàng hóa cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Một bình minh sáng lạn đánh thức nền kinh tế của đất nước sau đêm dài bao cấp trong giấc ngủ li bì để quên đi đói nghèo. Đám tội phạm điểm tên ở trên đều là đàn em và là băng nhóm của ông thủ tướng của ông thủ tướng Bá Ích Nguyễn Tấn Dũng, đều bắt đầu con đường tội phạm từ ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Họ phá tanh bành thành quả của hai đời thủ tướng Võ Văn Kiệt và thủ tướng Phan Văn Khải, bóp chết sự sống của nền kinh tế, dìm chết kinh tế đất nước vào thua lỗ nợ nần, mở đường cho chủ các doanh nghiệp nhà nước hối hả vơ vét tham nhũng, nhưng cũng khép lại con đường sống của các doanh nghiệp đó. Những doanh nghiệp tư nhân làm ăn chân chính hầu hết đều khốn đốn, chết đứng, phá sản, giải thể. Những doanh nghiệp sân sau của quan chức, những doanh nghiệp đi đêm với quan chức bỗng giàu vọt lên, và từ vô danh, từ bóng tối
bỗng chói lọi mặt trời có tầm cỡ của cả hệ thống mặt trời như Sun Group và giàu sang phú quý đến muôn đời như Vạn Thịnh Phát. Tội của những đầu lính sứ quân của đất Quảng Nguyễn Bá Thanh làm hư hỏng quyền lực của một vùng lãnh thổ, phạm tội với một địa phương. Tội của ông cò cảnh sát Trần Đại Quang đẩy một đám tướng cảnh sát xuống vũng bùn tội phạm thành kẻ cướp, phạm tội ở một nhánh quyền lực Nguyễn Bá Thanh Trần Đại Quang đã chết. Tội của Thanh và Quang sẽ do luật nhân quả định đoạt và nhiều đời con cháu của Thanh và Quang sẽ phải đền tội. Dù bất tài, thất đức nhưng Thanh Quang đã lách tới vị trí đứng đầu của quốc gia, có vai trò lịch sử. Lịch sử cũng sẽ nghiêm khắc với công minh phán xét tội của Thanh và Quang. Ông y tá ở rừng lên làm thủ tướng vẫn sống, tội của ông thủ tướng y tá Nguyễn Tấn Dũng đã tham lam hóa cả một bộ máy quyền lực của nhà nước, biến chính quyền của dân vì dân thành ra chính quyền cướp bóc của dân, phạm tội trên phạm vi của cả nước. Phạm tội của ông Dũng giáng xuống số phận của mọi người dân Việt Nam, trùm lên toàn cõi Việt Nam. Tội của ông thủ tướng Dũng còn để lại dấu ấn thê thảm lâu dài trên cánh rừng Đại Ngà tan hoang bô xít Tây Nguyên, ở đống sắt ve chai gang thép Thái Nguyên, ở bộ xương khủng long nhân tạo gớm ghiếc đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, ở vết thương chí tử đâm vào cơ thể Tổ quốc Việt Nam, đâm vào số phận của hàng triệu dân lành miền Trung. Vết thương chí tử đó mang tên Formosa Vũng Áng. Ở những bụi than độc hại giết sự sống phủ kín đồng ruộng biển trời của Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.